shop kiện PC Tú Anh Xin chào đến tất cả anh em và các bác đam mê nhé Ngày nay thì uh, shop sẽ lên giới thiệu đến cho anh em một mẫu uh, tia laser đầu đạn để cho anh em có thể là uh, đi săn vào buổi tối có nhé Thế em nào mà đang có ý định là uh, đi săn buổi tối mà không cần ngắm tâm thì uh, có thể săn bằng laser thì có thể theo dõi video này em sẽ giới thiệu sơ qua để cho anh em về cái mẫu uh, laser đầu đạn để cho anh em nào mà chưa biết thì có thể tham khảo nhé em nào mà có nhu cầu mua bán mẫu này thì uh, vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại em để trên biển kia. Thì bên shop sẽ vẫn uh, nhận lắp ráp cùi lửa cho anh em để anh em về chơi. Vẫn bán đầy đủ tất cả phụ kiện liên quan đến dòng súng hơi khí lén. Từ những dòng sim van là phụ kiện đầy đủ. Anh em cần phụ kiện gì thì bên bên shop vẫn cung cấp đầy đủ tất cả các phụ kiện đấy các bác nhé. Còn ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu đến cho anh em mũ laser các bác nhé. anh em nào mà đang cần laser đi bắn buổi tối thì uh, liên hệ cho shop qua hai số điện thoại kia. Thì là tia mẫu laser này thì uh, có hai tia cho anh em thứ nhất là tia xanh và thứ hai là tia đỏ đặc đặc đặc, đặc điểm của cái tia re đầu đạn này thì tâm thứ nhất là tâm của nó mảnh và xoay xa các bác nhá đấy xoay nói chung là xoay xa hàng trăm mét các bác nhá tha hồ quan trọng là anh em có bán được uh, laser tầm trăm mét không thôi các bác nhá đấy khi gửi đi cho anh em thì em sẽ đóng uh, vào một hộp như này em được phép là nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm rồi thanh toán không đúng hàng không không đúng sản phẩm hay được không đúng tia anh em đã đặt thì em được phép hoàn hàng không cần phải nhận các nhé đấy anh em không cần mất một đồng nào cả và đặc biệt hơn nữa là mua hàng này anh em không cần phải cọc em nhận hàng với mới phải thanh toán trả tiền các bạn nhé đấy em nào mà thích lấy tia xanh thì báo shop thích lấy tia đỏ báo shop tia xanh hay tia đỏ thì giá tiền nó đều bằng nhau giá thì shop hiện tại đang bán bán với giá là 330.000 bao phí ship vận chuyển cho anh em là 330 000 các bác nhá. Đấy, 330 000 là đầy đủ tia. một um, tia gen và kèm theo đấy là sạc cho anh em. Đây. Đây là sạc nhá. Đấy. Đây, bên trong tia gen đây. Đấy, em cũng giới thiệu cho anh em về cách thức lắp lắp laser luôn. Đấy. Sạc thì khi hết pin thì anh em có thể cắm vào đây. Đấy để sạc. Đây. Đấy. Xanh như này là đầy pin. Đấy, còn nếu mà nó đỏ thì là hết pin nhá. Đấy, cắm này. Đây, xanh là đầy pin này. Đấy. Sạc đây. Pin này kèm theo đấy là phụ kiện đi kèm đây đây là cái kẹp lòng các nhá nhớ anh em không biết thì đây đây là phụ kiện kẹp lòng này để kẹp thẳng lòng súng cho anh em đấy kèm theo đấy là kẹp dây kẹp dây dây thì ở dây này sẽ có dây 20 và dây 11 cho anh em đấy anh em nào mà chơi fx thì là dây 20 còn anh em nào chơi côn đô thì dây 11 fx thì anh em dây 20 thì anh em có để để nguyên như này để lắp đấy còn nếu mà dây 11 thì anh em cô đô thì em sẽ tháo cái dây 20 ra đấy. em tháo dây 20 ra bỏ đi đấy cứ này anh em bắt vào dây 11 là ok có nhá đây đấy nắp này em uh, xiết siết con ốc uh, ở đầu vào đấy cho pin vào À, em thấy không tia xanh này đấy xanh bắn ngày đỏ bắn đêm nhá em nhìn thấy này tia xanh à đấy. tia của nó rất chi nhỏ thôi em nhìn này đấy rất chi nhỏ nhá đấy kèm theo đấy là đuôi chuột để cho anh em nhớ anh em không biết cái đuôi chuột này để làm gì đuôi chuột này thì nó sẽ thay là cái lắp đậy này để anh em có thể kéo dài ra bật đấy đây đây nhá đôi chuột này là xoay đây rồi em có thể bật tắt ở đây nhá đấy đây đấy em thấy chưa đấy sáng này thấy không đấy tắt này đấy thấy chưa đây là con ốc chỉnh tâm em muốn chỉnh tâm thì đây khi mà anh nhận về anh em sẽ chỉnh bằng con hai con ốc này đấy một con ốc chỉnh lên một con ốc chỉnh sang trái anh phải lên xuống và một con ốc chỉnh sang trái anh phải thì em chỉnh theo cái, cái, tâm kính đường đạn của anh em em muốn chỉnh ví dụ như là dây dô của anh em là 50m giữa tâm thì anh em cứ chỉnh 50m là giữa tâm laser là, là anh em có thể bem 50m là chuẩn tâm là bình thường các bác nhá đấy đây laser tia xanh này tia đỏ cũng vậy thôi đấy. nói chung là chỉ khác nhau ở cái tia thôi còn phụ kiện rồi tất cả những cái bên trong thì nó đi kè kèm rồi đầy đủ hết cậu nhá đấy thì ở đây là mẫu tia xe đầu đạn mà ngày hôm nay muốn giới thiệu đến cho anh em thì em nào mà có nhu cầu mua bán thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua hai số điện thoại kia thì video ngắn ngày hôm nay cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé